Hey yo, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh của GDL Game. Thì anh em nào có nhu cầu nạp gâu su giá rẻ thì có thể inbox mình nhá. Thì link Facebook và link Zalo. Thì Zalo là cái nhóm group của mình, thì ở đấy sẽ có những event hoặc là những cái trò chơi dành cho anh em đó. Thì link mình sẽ để ở bên dưới. Thì hôm nay mình sẽ review về một cái vị tướng. Thì nhiều anh em có hỏi là vị tướng lo này, thì hiện tại meta hiện tại là có nên dùng hay là không, và vị tướng này hiện đang yếu, sức mạnh của nó yếu hay là mạnh đấy. Thì hôm nay mình sẽ giải thích và mình sẽ test sức mạnh của vị tướng lo này khi mà lên 10 sao cho anh em xem nhá. Thì ở đây có một cái cốt tuần, thì không biết anh em nhập chưa. Nếu anh em chưa nhập thì anh em có thể nhập nhá. Thì ở căn của mình thì khi nào có cốt có kiếp gì đó thì mình sẽ nhập ở đây, để cho những anh em nào vào sau chưa nhập thì mình lấy thôi. Thì cốt sẽ là 05102020. Ok. Thì cái này video nào thì cái này video nào lúc nào mình cũng để phần cốt lên hàng đầu. Thì còn một số cốt nữa, nhưng mà mình chỉ cập nhật những cốt mới nhất thôi. Khi nào có video tổng hợp cốt thì anh em sẽ biết. Ok, thì hôm nay mình sẽ review về vị tướng lo. Khi mà vị tướng lo này lên được 10 sao thì sức mạnh của vị tướng này có mạnh như các vị tướng khác không, và hiện tại vị tướng này đã lên được 10 sao. Ok, thì chiêu đầu tiên đó chính là phẫu thuật kiếm. Thì gây sát thương 180% công 4 kẻ địch ngẫu nhiên và hồi máu công địch 80% trong vòng hồi máu đồi chứ mình nhầm, sau đi anh em, trong vòng 5 lượt anh em nhé. Và chiêu thứ hai là chiêu móc tim, tăng bản thân 30% công, 25% máu, 35% chí mạng. Và chiêu thứ ba là bác sĩ, khi tấn công thường thì sẽ từ hồi máu 100% công 3 lượt, bản thân từ tăng 30% công và trong vòng 3 lượt. Đấy, khi mà hồi máu thì lo thì sẽ được tăng cái bản thân cái phần trăm công lên, thì cũng là rất là ok. Và chiêu cuối cùng đó chính là bác sĩ tự thân, là khi mà máu dưới 50% sẽ gây câm lặng địch trong một lượt và tăng 60% sát thương chí mạng. Thì đây là cái chiêu mà mình đang ưng ý nhất ở lo, là thứ nhất là vị tướng này có khống chế này đó. Khi mà máu dưới 50% có sát thương chí mạng này, hỗ trợ bút máu đồng đội cũng rất là ok. Thì với cái 10 sao hiện tại á, thì mình cũng ít thấy nhiều người dùng cái vị tướng này, nhưng mà nếu mà mình thích thì mình dùng thôi. Vì cái vị tướng này hỗ trợ cho team rất là tốt, có thể nó có thể nói chung là nó không bút máu bằng xin bơi. Nhưng mà nó cũng là một cái sức mạnh gì đó trong cái đội hình của mình. Ok, thì mình sẽ vào test cái sức mạnh của vị tướng lo này, để cho anh em có thể thấy rằng vị tướng này có đáng để mình nâng lên 10 sao hay không, và có đáng để mình chơi hay không. Ok, và mình sẽ test với một cái đội bất kỳ. Đấy, và mình sẽ test với một đội bất kỳ. Ok, mình test đội này đi ha. Đội này có mình hơi bị trâu một xíu, nên là mình sẽ chọn với một cái đội hình nào đó vừa xứng. Ok, mình sẽ test với mình nhầm sao đây anh em, nhầm mất tiêu luôn. Ok sorry nhá. Ok, và mình sẽ bắt đầu test với một vị tướng thôi, đó chính là lo. Thì để xem thì anh ấy có thể thể hiện mình ra sao trước mặt mấy trăm anh em đây đó. Nào, hãy thể hiện sức mạnh của mình đi, để anh em có thể chọn lựa bàn ở trong một cái đội hình bất kỳ. Ok, thì anh em có thể thấy sức mạnh của lo là có thể hồi phục máu rất là tốt, và có thể gây được sát thương chí mạng cũng rất là ok, khi mà nó tăng đến tầng 60% sát thương chí mạng anh em đó. Thì ngoài cái khâu mà hỗ trợ team ra thì anh ấy cũng gây một lượng sát thương rất là tốt cho đồng đội của mình đó, và tạo được một cái khoảng sát thương mạnh để cho đồng đội mình kết liễu được damage đó. Thì hiện tại thì lo của mình đang bị khống chế rất là nhiều, nhưng mà anh ấy vẫn hồi máu rất là ok anh em nhé. Để xem thử có bị dính khống chế hay không. Vẫn bị dính khống chế, và sau khi bị dính khống chế thì tem bảng đã bị
hai sọt đấy, tem đàn là bị hai sọt hết. Với sức mạnh của mình thì anh em có thể thấy là vị tướng Lo này hồi máu cũng rất là ghê và rất là kinh dị. Ok, mình sẽ điểm sang sát thương. Thì sát thương của vị tướng Lo này đang là 3.9 triệu này, thủ thì ok này, búp máu thì là 4.9 triệu đấy. Thì bên tem bàn thì là một đội hình 9 sao đúng không? Ok, mình sẽ thử với một cái đội hình khác đó. Mình sẽ thử với một cái đội hình tương đối mạnh. Không, đội hình này có Juru không nói được nè. Kiếm đội hình nào đây, mình sẽ test với đội hình này có Simber này. Ok, các kiểu này. Thì liệu rằng Lo có làm anh em tận dụng hoặc là sử dụng ở trong đội hình hay không? Thì theo mình nghĩ nếu những anh em nào đang chơi những cái đội hình mà dưới 9 sao á, thì vị tướng này không thể bỏ qua anh em. Thì anh em có thể thấy đó, nó khống chế rất là tốt. Khi mà máu dưới 50% thì anh em có thể thấy vừa lúc nãy là khi mà máu của Lo dưới 50% thì tim bàn bị câm lặng toàn, hầu như là toàn bộ anh em nhé. Ok, và mình sẽ để thêm một, để mình xem nào, đội hình này thì hơi mạnh rồi anh em, và mình sẽ để Zinber vào đó, Zinber vào để công thủ toàn diện anh em đấy. Để xem nào, để Zinber búp máu cho Lo và Lo búp máu cho Zinber đấy. Ok, và bây giờ wow, đội hình này có Zoru anh em, có Zoru thua rồi, có Zoru thua rồi, thua rồi. Nhưng mà trận này thì chắc là Zinber sẽ gắn vì Lo không được đánh thì khống chế thôi, bỏ qua đi. Kiếm đội hình khác anh em, đội hình lúc nãy Tiểu La này. Ok, Tiểu La ha, có Zinber này, có Zinber. Ok, và mình sẽ thử khi mà đi đôi thì Lo có hỗ trợ được gì cho dòng đội hay không, nhất là với một vị tướng bút máu cũng chẳng khác gì Lo đấy. Thì ở đội hình cấp cao thì người ta sẽ thường đấy, anh em có thể thấy là mình vừa nói xong, khi mà Lo dưới 50% máu thì sẽ câm lặng tem địch trong vòng một lượt, anh em có thể thấy rồi đấy. Thì không dễ gì để kết thúc được Lo đó. Đội hình này mạnh quá, một mình không cân được tem rồi. Thì mình sẽ tua nhanh nhá để xem sát thương của Lo thế nào. Thì về đồ phòng thủ thì tất nhiên là cũng không bằng Zinber đây, và hồi máu thì có 2 triệu thôi à đó. Thì anh em đánh giá sao về sức mạnh của Lo? Thì theo mình nghĩ á, nếu mà anh em chơi thì không hạng lên 10 sao là đã yếu rồi anh em. Nó có thể kết hợp được nhiều đội hình trong team này, hoặc là dưới những server nào mà kiểu như là mới mở tầm 6 sao, 7 sao, 8 sao, 9 sao thì vị tướng Lo trong đội hình là không bao giờ được thiếu đấy, vì hỗ trợ tem rất là tốt anh em, cực kỳ tốt luôn ở những giai đoạn đó. Còn mà lên những giai đoạn cao rồi á thì sẽ nói chung là vị tướng này không có, nói chung là không có được sử dụng nhiều trong cái đội hình, mà thay vào đó những vị tướng hiếm hoặc là những cái vị tướng mạnh mẽ hơn. Ok, và mình sẽ đánh với bình sữa và mình sẽ cho vị tướng này lên sau đấy. Ok, đây để xem thử Lo có thể bút máu cho đồng đội như thế nào đó. Trận này không biết win không anh em, để xem ha. Vì dính khống chế nhiều quá, chắc là phải cho em khác vào thôi. Đó. Thì nếu mà anh em cần một vị tướng hỗ trợ đấy thì anh em có thể chọn Lo đó, một bác sĩ thần chuyên điều trị tất cả các loại bệnh bất bệnh. Ok. Ok, và mình sẽ thử đánh với một cái đội hình cấp cao hơn. Mình sẽ đánh với một cái đội hình cấp cao hơn anh em nhé. Để mình tìm nào, Tomato ha, đánh với một đội hình cấp cao hơn. Thì sẽ để Zinber ở đây, Macro lên trên. Đó, hình như có một ác chưa có đồ ở sao anh em. Ok, và hiện tại đội hình mình có hai bác sĩ, đó là Jinbi và Lo. Thì liệu có bút được cho tem hay không, câu trả lời sẽ nằm ở cái video này. Nếu mà anh em chơi thì mình thật sự nên khuyên, nên cứ lấy đi, không sao đâu. Có đấy, anh em có thể thấy đấy, bút máu cũng rất là ổn anh em nhá, không có đùa đâu, đây là đội hình cấp cao nhá. Đó,
anh em có thể thấy là nó hỗ trợ cho tim cũng rất là ok đó. Đó, macaro thì Phượng Hoàng nhảy thì quá đẹp rồi, nhảy phát quá đẹp anh em ơi. Tiếp nào, lo sẽ là anti nào, wow, đầy nồ luôn anh em, bục phát đầy nồ luôn. Đấy, anh em có thể thấy bút máu rất là ghê, wow. Tay mình chết do con Moria và Macro nổ phát kinh thật kia. Đấy, bút máu này. Thì anh em có thể thấy bút máu á, thì anh em có thể thấy vì tướng lo mình á, bút máu cũng tương đối ổn anh em, 4.6 triệu. Đấy, thì sau Shinbi và Oxy đó. Tiếp theo mình sẽ đánh tầng 2 cho anh em xem nhé. Đây, đâu rồi nhỉ? Tomato đúng không? Ok, Tomato Yamaha Tomato. Ok, đây là tầng 2 để xem thử vị tướng lâu này và vị tướng Simber hỗ trợ tem như thế nào và có bút máu ổn hay không. Wow, bên kia đánh Oxy mình sắp chết rồi anh em ơi. Xong luôn anh em ơi, xong luôn rồi, không được chơi rồi, thôi thua rồi. Wow, thua tao anh em ơi, thua. Ok, tầng này thì không được chơi. Đó, thì ok, thì anh em thấy sao về vị tướng đây, vị tướng này, một vị tướng thiên về hỗ trợ đấy, với bộ skill cũng khống chế cũng có này đó, và hồi máu cũng có. Thì theo mình thì anh em cứ chơi và có thể tận dụng vị tướng này trong cái đội hình của mình để cho phù hợp với đội hình của mình, vì vị tướng này đang là sự thèm khát của rất nhiều anh em đấy. Nếu không có Shinbi thì anh em có thể dùng lâu, và nếu mà có Shinbi thì anh em có thể để lâu ở một vị trí khác. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc rồi, thì hẹn gặp lại anh em ở một video mới nhất. Thì anh em thấy hay thì nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.